Thưa quý vị và các bạn, trong công tác bảo vệ thực vật thì các nhà khoa học khuyến khích nông dân ưu tiên chọn sử dụng các chế phẩm sinh học, thuốc trừ sâu bệnh có nguồn gốc hữu cơ vi sinh. Tuy nhiên thực tế thì số lượng các sản phẩm sinh học trên thị trường còn khá hạn chế, hiệu quả phòng trừ sâu bệnh chưa thuyết phục. Thực tế này đã làm cho nông dân vẫn phụ thuộc vào các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học, vừa gia tăng nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa gây tổn hại đến môi trường sinh thái. Nhu cầu phát triển các sản phẩm sinh học bảo vệ thực vật sẽ là nội dung đề cập trong mục Cùng nông dân bảo vệ môi trường sáng nay. Mở rộng diện tích, tăng mùa vụ, sản xuất thâm canh nên cần thiết phải sử dụng thuốc hóa học để bảo vệ mùa màng. Do hiệu quả phòng trừ tức thời, dễ sử dụng nên tình trạng lạm dụng thuốc hóa học rất phổ biến. Đây là nguyên nhân góp phần làm dịch hại kháng thuốc, ô nhiễm môi trường, gia tăng nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm trên nông sản. Từ thực trạng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai nhiều chương trình nhằm giảm thuốc hóa học. Cùng với đó là tăng cường sử dụng các chế phẩm hữu cơ vi sinh, thuốc trừ sâu bệnh có nguồn gốc sinh học. Tuy nhiên, hiện trên thị trường có rất ít các dòng sản phẩm sinh học mang lại hiệu quả phòng trừ dịch hại. Nó hiếm, đã hiếm rồi, phần rồi nó ra khi mà nó áp dụng vô cái thực tế nó lại đạt hiệu quả thấp hơn so với lại thuốc hóa học. Thành ra cái người dân, nông dân người ta cũng bắt buộc phải cái lựa chọn của người nông dân là cũng phải chọn thuốc hóa học. Bà con nông dân của mình ấy, thì muốn là cái thuốc khi vừa được sử dụng ra thì nó được có hiệu quả ngay, tác động liền. Ví dụ các hóa chất tổng hợp thì nó có cái tác động đấy, nhưng còn các thuốc sinh học ấy, thì nó có cái thời gian, nó phải cần có cái thời gian. Thì như vậy thì bà con thấy là nói là cho là không hiệu quả. Rồi cái thứ hai nữa, thuốc sinh học thường là cái giá thành nó cao hơn là thuốc hóa học tổng hợp. Rồi cái thứ ba nữa là cái thuốc sinh học thường là cái bảo quản nó khó và nó đòi hỏi những điều kiện về nhiệt độ, về ánh sáng này khác. Đấy, thế thành ra chính vì ba cái lý do đó mà hầu như thời gian vừa qua thì thuốc sinh học nó chưa được rộng lắm. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, thuốc sinh học hiện chiếm tỷ lệ chưa đến 20% các sản phẩm phòng trừ sâu bệnh trên thị trường. Vì vậy, cùng với việc tăng cường loại bỏ các hoạt chất có độ độc cao, ảnh hưởng xấu đến môi trường, ngành chức năng đang thực hiện nhiều giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm thuốc trừ sâu bệnh sinh học. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ các sản phẩm này chiếm trên 30% thị phần thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam. Thế giới vẫn biết rằng là cái mặt trái của thuốc bảo vệ thực vật, cho nên đã đưa ra rất nhiều giải pháp để ngăn ngừa, để làm giảm thiểu cái tác hại của nó. Và một trong cái hướng đó là đưa dần các cái sản phẩm hữu cơ vi sinh mà các cái tập đoàn lớn trên thế giới, các cái nhà khoa học người ta cũng đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền của vào. Lộc Trời cũng đi theo cái hướng đó. Tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta chấp nhận cái sự đánh đổi để được môi trường, được sức khỏe cộng đồng, mà như chúng tôi nói cái xa hơn nữa là giữ gìn cái nguồn mạch sống cho đời sau đó, thì chúng ta cần phải đầu tư để một là có được sản phẩm nó tốt hơn, đáp ứng được những cái mong mỏi của bà con nông dân, cũng như cái tập quán canh tác, rồi cái thói quen của bà con nông dân, cũng như là đạt được cái chuẩn phòng ngừa tốt nhất cho bà con nông dân. Tôi nói phòng ngừa tốt nhất là cả về hiệu quả kỹ thuật lẫn hiệu quả kinh tế. Định hướng phát triển nông nghiệp hiện nay là năng suất, chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị. Vì vậy, thay thế dần các thuốc bảo vệ thực vật hóa học bằng các dòng sản phẩm sinh học hữu cơ là cần thiết. Đây cũng là giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi từ lạm dụng hóa chất, cải thiện môi trường nông nghiệp, nông thôn ngày càng tốt hơn.